Chào mừng các bạn đã quay trở lại với SNews và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Vào tối qua ngày 23 tháng 10 thì tập 3 của chương trình Thách thức danh hài đã được lên sóng với rất nhiều tiết mục hấp dẫn. Trong đó thì có một phần thi được khán giả vô cùng mong chờ, đó là phần thi của bà Tân Vlog. Bà Tân đã có một phần thi vô cùng xuất sắc khi mà liên tục khiến cho hai vị giám khảo bật cười. Và có một chi tiết đặc biệt hơn nữa khiến cho khán giả bán tín bán nghi khi mà trong một phần thi bà Tân đã có chia sẻ rằng số tiền mà bà Tân kiếm được từ YouTube mỗi tháng có thể lên tới 2 tỷ đồng. Vào tối qua ngày 23 tháng 10, tập 3 của chương trình Thách thức danh hài đã lên sóng với rất nhiều tiết mục hấp dẫn. Tuy nhiên thì tiết mục được mong chờ và gây ấn tượng nhiều nhất là sự xuất hiện của mẹ con bà Tân Vlog. Vừa vào chương trình thì bà Tân đã có màn giới thiệu vô cùng duyên dáng, tự nhiên, không hề bị khớp dù mới lần đầu bước lên sân khấu. Bà Tân chia sẻ, bà là bà Tân Vlog, cao 1m1, nặng 32kg, đã luộc gần 20 nồi bánh chưng rồi, nhưng đến hôm nay mới được tham gia một chương trình siêu to khổng lồ mang tầm cỡ quốc gia như thế này, lại được gặp hai cháu Trấn Thành, Trường Giang tiếng tăm lừng lẫy. Gặp được hai cháu bà vui quá, bà chào hai cháu nhé. Bà lại gặp được cả MC Ngô Kiến Huy nữa, bà chào cháu nhé. Bà chúc mừng năm mới luôn. Ngoài ra thì bà Tân còn mang cả bánh đa lên tặng Trấn Thành, Trường Giang và nói hài hước, hôm nay đến đây bà mang theo bánh đa siêu to khổng lồ là đặc sản quê bà, mong hai cháu nhận cho bà vui. Ngay sau khi vừa bước vào phần thi thì bà Tân đã làm Trấn Thành và Trường Giang bật cười chỉ với một câu nói, bà làm YouTube bà thiếu gì tiền mà lấy vàng của mày. Ngay sau đó thì Trấn Thành đã khen ngợi, cái này nó duyên vì nó quá đúng, cái thú vị luôn là những thứ mộc mạc đời thường nhất. Trời sinh bà Tân ra, cho bà một món quà là sự tự nhiên, đó là cái cần thiết nhất. Còn Trường Giang thì lại nhắc nhở, cái này là bà tự khai đấy nhé, báo chí họ lại viết lên, bà Tân nên về học tiếng Anh đi rồi vừa nấu vừa nói, đảm bảo kênh YouTube của bà sẽ hot hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi tới vòng thi thứ 3, bà Tân đã khiến khán giả phải xôn xao khi mà tiết lộ, người ta đồn kênh YouTube của tôi mỗi tháng kiếm được 800 triệu, nhưng không phải, tôi được 2 tỷ cơ, nhiều tiền nhưng tôi buồn lắm. Ở vòng 4 thì bà Tân còn bất ngờ khi mà gạ làm thịt Trấn Thành và gọi Trấn Thành là con đuông dừa, cháu Thành ơi, lên đây bà thịt. Trấn Thành đến lúc này đã phải thừa nhận, một người phụ nữ chỉ với 4 chữ siêu to khổng lồ mà đến vòng 4 của Thách thức danh hài, bà Tân thông minh quá. Sau đó thì bà Tân xin tạm dừng nhưng mà Trường Giang thì không cho. Con bà Tân phải khuyên thì bà mới thi tiếp để được 100 triệu. Nhưng cũng chỉ vì thi tiếp nên bà Tân đã không những không giành được 100 triệu mà còn mất 40 triệu có được ở vòng trước. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng vì Trường Giang nên bà Tân mới mất 40 triệu. Tuy nhiên thì giám khảo Trấn Thành vẫn khen ngợi, chỉ thêm một chút nữa thôi là bà có được 100 triệu rồi. Hôm nay bà Tân rất tuyệt vời, tôi cứ tưởng bà lo sợ, bẽn lẽn, nói không ra hơi nhưng ngược lại diễn rất tự nhiên. Đây gọi là cái trời phú. Còn các bạn thì sao? Các bạn nghĩ sao về phần thi của bà Tân Vlog thì hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé. Chúng mình là SNews và đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.